Lâm Sung cao hùng lộ diện ở tuổi 75, mặt mệt mỏi, tóc bạch trắng. Năm xưa, nam diễn viên gạo cội Cao Hùng từng nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Hoắc Nguyên Giáp trong Tinh Võ Môn hay Lâm Sung của TVB. Ở tuổi 75, ngôi sao võ thuật một thời này đã thay đổi rất nhiều. Vào ngày 1 tháng 9, một blogger đã thu hút được sự chú ý của nhiều người khi hé lộ một đoạn clip ngắn về nam diễn viên gạo cội Cao Hùng. Blogger này hé lộ người qua đường bắt gặp huyền thoại một thời Cao Hùng trên tàu điện ngầm. Ông giản dị và gần gũi, giống hệt những người bình thường khác, ngoại hình cũng thay đổi khá nhiều. Trong đoạn clip, Cao Hùng mặc áo sơ mi sọc ngắn tay phối với quần jean và đôi giày thể thao đơn giản. Ông cầm theo một chiếc ba lô đen rất cũ, mái tóc, lông mày và râu bạc trắng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn toát lên vẻ tang thương mệt mỏi và tiêu tủy. Ông hành xử cũng gần gũi, đứng chờ trên tàu và xếp hàng kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Đây là một trong những lần hiếm hoi ngôi sao võ thuật Cao Hùng lộ diện trước mọi người. Hình ảnh của ông lúc tuổi già khiến nhiều người tiếc nuối về thời quay Lâm Sung hay Tình Võ Môn ngày xưa. Vai diễn Lâm Sung và Hoắc Nguyên Giáp của ông cũng từng được coi là những hình tượng kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ. Sau khi tuổi cao sức yếu, Cao Hùng cũng không còn xuất hiện nhiều như trước. Trước đó, vào ngày 31 tháng 8, một đoạn clip về ngôi sao võ thuật Cao Hùng cũng từng được hé lộ. Dù tóc bạc trắng, khuôn mặt nhiều nếp nhăn và thay đổi ít nhiều về tuổi tác, nhưng trông ông vẫn rất khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Những vật dụng trong nhà Cao Hùng khá cũ và mộc mạc, không hề giống những ngôi sao võ thuật cùng thời khác. Cao Hùng từng là một trong những nam diễn viên võ thuật thành công và nổi tiếng nhất Hoa ngữ với hàng loạt tác phẩm kinh điển, bao gồm Tình Võ Môn. Đồng thời, ông cũng từng góp mặt trong nhiều bộ phim của TVB mà nổi tiếng nhất là Lâm Sung. Cao Hùng cũng vẫn luôn được nhiều người hâm mộ vì cống hiến hết mình cho điện ảnh, nhưng lại rất kín tiếng về chuyện riêng tư. Tên thật của Cao Hùng là Hà Diệu Thâm. Khi mới vào nghề, ông làm người đóng thế cho diễn viên. Sau đó, đến tận năm 1978, ông mới có cơ hội đường đường chính chính trở thành diễn viên trong các tác phẩm truyền hình. Cao Hùng từng ở TVB, Á Thị, diễn qua không ít tác phẩm. Cao Hùng từng diễn qua không ít phim cổ trang. Trong phim ông từng đảm nhận qua những vai như Trưởng Môn, Đại Hiệp đều mang cho khán giả có ấn tượng sâu sắc. Ngoài cổ trang, ông còn đóng nhiều phim hiện đại. Cao Hùng diễn nhiều nhất là Lão Đại của Xã Hội Đen, cũng như trong Cảnh sát cơ động PTU, ông cũng đóng một vài nhân vật phản diện. Năm 1996, Cao Hùng di dân qua Canada nhưng không từ bỏ công việc diễn xuất. Ông làm ở TVB đến năm 2007, sau đó hướng qua Trung Quốc để phát triển. Cho nên, đối với khán giả Hồng Kông mà nói, Cao Hùng có rất ít tin tức mới mẻ ở nơi đây và nhiều người còn nghĩ rằng ông đã rút lui khỏi giới giải trí.